Phương thuốc tự nhiên này đã được biết đến từ thời cổ đại và rất lý tưởng để bắt đầu một ngày mới. Uống một thìa chanh và dầu ô liu mỗi sáng khi bụng đói có thể mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bản thân hai thành phần này vốn đã có lợi cho sức khỏe. Khi trộn và uống lúc đói sẽ góp phần bôi trơn niêm mạc dạ dày, làm sạch đại tràng, làm sạch gan và cải thiện các chức năng của gan và túi mật. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh, giúp làm sạch mọi thứ. Vì vậy, chúng là một chất giải độc tuyệt vời cho cơ thể. Dầu ô liu phải được ép lạnh và có chất lượng tốt nhất vì nó là một loại thuốc. Nó góp phần cải thiện hoạt động tim mạch, nó làm giảm cholesterol xấu và cải thiện lưu thông máu cũng như sức khỏe của tĩnh mạch và động mạch. Nước chanh mang lại vitamin và là một chất tẩy rửa tuyệt vời của cơ thể, giúp phân hủy chất béo và có tác dụng hữu ích trong việc giảm cân. Tốt hơn là chọn một quả chanh hữu cơ. Một trong những lợi ích quan trọng nhất của việc trộn và uống dầu ô liu và chanh khi bụng đói là làm sạch gan hiệu quả. Một số triệu chứng như sưng mô, hôi miệng và đau đầu cho thấy đây là thời điểm thích hợp để thanh lọc cơ thể. Sự kết hợp giữa dầu ô liu và nước cốt chanh là một giải pháp tự nhiên và hiệu quả. Nếu bạn bị sưng phù, mệt mỏi và uể oải, rất có thể cơ thể bạn đang phải gánh nhiều độc tố. Thực phẩm kém lành mạnh và quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn có liên quan đến tình trạng quá tải của gan và túi mật. Dùng dầu ô liu và nước cốt chanh kích thích sự trao đổi chất và đẩy nhanh quá trình giải độc. Dầu ô liu và nước cốt chanh giúp khởi động quá trình tiêu hóa, chống táo bón và làm sạch ruột hiệu quả. Chúng đào thải ra khỏi cơ thể những gì không cần thiết. Sự kết hợp này có đặc tính chống viêm. Nếu sử dụng thường xuyên, nó còn có thể giúp chữa bệnh thấp khớp và đau khớp. Theo một số nguồn tin, dầu ô liu và chanh có thể hữu ích trong việc làm tan sỏi trong túi mật và thận. Đây là một thói quen lành mạnh khi thức dậy. Hãy đổ một thìa dầu ô liu vào, sau đó thêm vài giọt chanh và uống. Sau nửa tiếng, bạn có thể ăn sáng. Sau một thời gian, bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Điều này đồng thời có lợi ích trong việc kiểm soát cân nặng, vì nó làm tan chảy chất béo tích tụ trong dạ dày và giảm cholesterol xấu. Nó cũng có tác dụng hữu ích đối với chất lượng của giấc ngủ. Có thể uống dầu ô liu và chanh vào mỗi buổi sáng. Đây là một lượng nhỏ chất béo không bão hòa mà mỗi người cần. Ở những người khỏe mạnh, các triệu chứng khó chịu do hút thuốc, ăn uống thiếu chất, hôi miệng khi thức dậy, các vấn đề về đường tiêu hóa và gan quá tải cần được cải thiện đáng kể, với một thói quen hàng ngày ở mức tối thiểu. Người Hy Lạp và La Mã cổ đại đã biết giá trị của hỗn hợp quý giá này và gọi nó là vàng lòng. Dầu ô liu và chanh là những nguyên liệu đặc trưng của ẩm thực Địa Trung Hải. Ẩm thực Địa Trung Hải nổi tiếng tốt cho sức khỏe và tuổi thọ. Việc sử dụng dầu ô liu và nước cốt chanh là điều thường xuyên trong ẩm thực Địa Trung Hải khi nêm các món salad hoặc cá. Vì vậy, những người không muốn uống dầu ô liu và nước chanh luôn có thể thêm gia vị cho món ăn với sự kết hợp này. Vắt một quả chanh, thêm vào một lượng dầu ô liu tương đương và trộn đều, đổ lên trên salad. Chanh thay thế hoàn toàn cho giấm. Món salad bây giờ thậm chí còn ngon hơn và tốt cho sức khỏe. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like và chia sẻ cho người thân cùng bạn bè. Và cũng đừng quên đăng ký theo dõi kênh để không bỏ lỡ những kiến thức bổ ích và giúp kênh ngày càng phát triển nhé. Chúc bạn có thật nhiều sức khỏe và bình an.